Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Các anh các chị chăm cây mùa hè đến đâu rồi ạ? Ở bên em thì thường có những cái sản phẩm hữu cơ để chăm cây mùa hè, nó rất là tốt, rất là mát các anh các chị nhé. Nó mát rễ, mát gốc để giúp cây được khỏe, để sang mùa thu, bắt đầu là miền Bắc sang mùa thu là bắt đầu cây có sức để đâm rễ, bật mầm, bật chồi, lấy sức cho vụ hoa Tết. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn là cái dòng phân Enterose bên em. Cái dòng phân Enterose này là cái dòng phân hữu cơ nhập khẩu từ Bỉ các anh các chị nhé. Thành phần của nó thì nó gồm có cái organic này. Đấy, thành phần phân nó là phân hữu cơ organic. Tỷ lệ nó rất là cao các anh các chị nhé. Tỷ lệ từ cao nhất là 75% và thấp nhất thì nó là 67,5%. Thì nó có gồm có cả các thành phần như là phosphor này, magie này, đây còn có cả humic này. Humic này nó sẽ giúp cái thành phần ra rễ tốt đấy, trong như trong phần đây rốt này nó kiểu như là phân tốt rễ. Cái thành phần phân này thì nó đấy bổ sung humic sẵn cho cây nên là cái nó sẽ nuôi dưỡng cái bộ rễ, nuôi dưỡng cái bộ rễ được khỏe, được tốt. Đây có cả kali, magie này, rồi các thành phần trung vi lượng này. Đấy, nó rất là tốt cho cây. Nên là em đã đóng gói ra như thế này rồi. Em đã đóng gói như này này, là một cái gói 3 cân. Nó sẽ là 115.000 nhá, các anh các chị nhá. 115.000. Thì nó lại chưa được bao ship các anh các chị ạ. 115.000 lại chưa được bao ship. Các anh các chị lấy cái combo 5 cân đi. Combo 5 cân tại vì là nếu mà 3 cân thì phí ship nó cao quá. Combo 5 cân đó là 160.000 bao ship cho các anh các chị nhé. Một cái bịch to như này. Combo 5 cân nhé. Một cái bịch to như này. Các anh về các chị về trồng cây, trồng hoa, trồng rau nhé. Rất là tốt luôn và nó sẽ phù hợp với tất cả các loại cây như là cây hoa hồng, cây rồi là cây ăn quả, cam, quýt, thanh long, cà phê, rồi là rau củ quả các loại. Các loại cây cảnh các anh các chị có thể là thả trộn trực tiếp với giá thể trồng, hoặc là các anh các chị có thể là pha tưới cho cây. Với các anh các chị ít cây hoa hồng thì có thể là sử dụng sang cái phân bón hữu cơ hoa hồng này, phân bón Hakase của Nhật Bản các anh các chị nhé. Một cái gói này thì nó đang có giá là 35.000 đồng, bao ship toàn quốc là từ 10 gói. Với các anh các chị yêu hoa mai thì đã có siêu hoa mai ở bên em, thì nó vẫn là cái sản phẩm phân bón Nhật Bản Hakase các anh các chị nhé. Gói này thì nó sẽ đóng là 700g thôi các anh các chị nhé, cũng là 35.000. cái hàng siêu hoa mai này đắt hơn một chút. Và đây em có là cái phân chuồn quế cao cấp này, phân chuồn quế cao cấp cũng là 35.000, mà hàng đây là hàng tan chậm nhé, hàng tan chậm các anh các chị ạ. Cái này nó là chuồn quế VIP này. Chuồn quế VIP là cũng là 35.000 nhưng mà 35.000 bảy lạng này. Cái này nó là phân hạt vàng này, hạt vàng organic này, có bổ sung các thành phần NPK cũng như là bổ sung thêm Chicoderma. Thì cái này nó là 52.000 một ký này. Cộng phí ship các anh các chị mà mua 10 gói thì bên em bao ship này. Bên này em có hoa mẫu đơn bông trang này. Cái hoa mẫu đơn bông trang này nó là cái thành phần phân organic của Mỹ nhé các anh các chị nhé. 700g cũng là 35.000 đồng. Cái này có phân này thì nó là cái dòng tốt rễ của Nhật này, dòng tốt rễ của Nhật. Cái 20g này, 200g này nó sẽ có giá là 65.000 đồng cộng với phí ship các anh các chị nhé. Nó có gói 1 cân là 285.000 bao ship nha, 285.000 bao ship. Một video ngắn thì vừa mới giới thiệu sơ qua về cái dòng phân bón ở bên em. Đây nó có cái dòng này tổng hợp cho chung là hoa hồng, hoa mẫu đơn này. Cái này cũng là 35.000 một gói 1 cân nhá. Cũng là cái dòng phân hữu cơ luôn. Tiếp đến ạ. Đây là cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben05. Thì cái này nó đang là 4 cân nhá, bì 4 cân, nó cũng là hàng tan chậm. Thì hạn sử dụng của nó này là 5 năm. Đây các chị nhá. Cái này thì đang có giá là 160.000. Bao ship cho các anh các chị.
Một video ngắn thì em vừa mới gửi đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn là cái dòng phân bón hữu cơ dùng cho các anh các chị chăm cây mùa hè cho nó mát. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video. Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho... Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.